Hello xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là HUGA Quỳnh Rồi mục tiêu hiện tại của HUGA là một bàn giáp solo mà bị gớt khiên các bạn Thì uh, hiện tại bạn ấy có 5,3 triệu quân có tướng luôn nha Nhìn cái dàn tướng này mình nghi là cam mới Hiện tại thì đang mặc cái đồ uh, cộng sự ha Với hơn 5 triệu quân của bạn ấy thì mình tự tin là mình có thể là solo thắng bạn ấy rồi không đổi trang bị Ok cháy rồi anh em ơi Hay quá Wow tám triệu quân á, Lúc nãy mình đã test và mình biết bạn ấy đang để trận bộ Và mình đi là full kỵ Trù ôi tôi chết có 120 mấy ca t tư thôi các bạn ơi Bên Huga thì nói chung là thiệt hại chỉ có một ít t tư thôi Còn cái phần T5 thì nằm viện ha bên bạn ấy thì bây giờ vẫn vẫn còn khá là nhiều lính bộ nha mình sẽ tiếp tục follow solo full kỹ tấn công Ui, cái lần này là trời ơi một triệu gửi thương vong wow tôi không ngờ là tôi không ngờ là tôi solo với một giác mà mạnh như vậy luôn á bạn ấy vẫn còn lính bộ các bạn vẫn còn rất là nhiều lính bộ ha UGA tiếp tục UGA tiếp tục với một lần solo full kỵ nữa bên kia đang để phương trận bộ và vẫn còn lính bộ luôn cái lần thứ ba này mình vẫn cháy trời ơi một triệu mốt thương dao Quá yếu kém cho bạn ấy rồi Hiện tại thì bây giờ chỉ còn cung thôi, bây giờ mình sẽ đánh full bộ tấn công mình... Rồi xong, bắt thủ lĩnh đối thủ luôn, rồi cầm tù đối phương luôn rồi Nói chung thì các bạn nghĩ là năm 5m này, đó, các bạn chấp ở ca mới đó thì khá là ngon Tuy nhiên các bạn bước qua ca cũ thì đây là cái uh, hậu quả của các bạn bạn này thì mình nghĩ là ở trên cam mới nhưng mà không hiểu vì sao mà trôi dạt xuống đây mà quên bật khiên luôn rồi gặp Huga thì Huga hốt ok cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau